chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 4 năm 2024. Thưa quý vị, hôm nay là kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam. 75 năm tuổi đời với hơn nửa thế kỷ phấn đấu cho độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Lương Bằng là một tấm gương sáng của một nhà lãnh đạo hết lòng vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tại thôn Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 12 năm 1925, thuộc lớp chiến sĩ đầu tiên của cách mạng Việt Nam, thường sử dụng bí danh Anh Cả, Sao Đỏ. Dưới sự chỉ dẫn trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí hoạt động trong phong trào những người Việt yêu nước ở nước ngoài, hăng hái truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin và là một trong những đảng viên ưu tú góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Với bản lĩnh và ý chí kiên cường vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, góp phần vào những thành công của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20, thúc đẩy sự phát triển của lịch sử dân tộc. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng từng giữ các chức vụ Ủy viên Dự khuyết Trung ương, Ủy viên Trung ương, Ủy viên Thường vụ Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, được Đảng, Nhà nước truy tặng Huân chương Sao Vàng vì những công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng là dịp để chúng ta tri ân và noi theo tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí. Đó là không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiên phong của mỗi cán bộ, đảng viên, sẵn sàng vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, hiểm nguy, nỗ lực học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần bảo vệ Đảng, bảo vệ khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị, hôm qua tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật. Trong hai ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trên Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tới đây. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 5 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét lần đầu tại kỳ họp thứ 7, gồm các dự án luật, Luật Công chứng sửa đổi, Luật Công đoàn sửa đổi, Luật Phòng chống mua bán người sửa đổi, Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Và lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về hồ sơ của dự án luật phòng không nhân dân. Nhóm vấn đề thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngày 1 tháng 7 tới sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Nhấn mạnh, để tiến hành xây dựng hệ thống thang bảng lương, điều đầu tiên là phải xây dựng được vị trí việc làm. Trong khi đó, từ nay đến thời điểm cải cách tiền lương không còn dài. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải khẩn trương hoàn thành công việc hết sức quan trọng này. Cần thành lập ngay một tổ công tác với sự tham gia của các bộ ngành và các địa phương liên quan để giải quyết nhanh vấn đề vật liệu cát phục vụ cho dự án Vành đai 3 và các dự án trọng điểm là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc làm việc giải quyết khó khăn vướng mắc về vật liệu xây dựng đối với dự án Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh vào hôm qua. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các bộ ngành và địa phương liên quan. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tổng nhu cầu cát đắp nền đường của dự án Vành đai 3 là 9,3 triệu mét khối, trong đó thành phố Hồ Chí Minh cần 7,1 triệu mét khối, Đồng Nai là 0,5 triệu, Bình Dương 0,7 triệu và Long An là 0,9 triệu mét khối. Trước mắt chỉ riêng năm 2024, các dự án cần 6,5 triệu mét khối cát. Cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre để rà soát cân đối nguồn cát nhằm phục vụ dự án đường Vành đai 3. Tại buổi làm việc hôm nay, các địa phương cam kết sẽ đáp ứng lượng cát cho dự án. Tuy nhiên, đại diện các địa phương cũng mong muốn các bộ ngành trực tiếp hỗ trợ để địa phương gia hạn, cấp lại, cấp mới giấy phép khai thác cát nhanh chóng, đầy đủ, chặt chẽ. Để kịp tiến độ đề ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng đã đề xuất một số giải pháp trước mắt và lâu dài. Vành đai 3 đó
là trong tháng 4 này đó là gần 450.000 khối. Tháng 5 là 330.000 khối. Tháng 6, tháng 7, tháng 8 là mỗi tháng là 809.000 khối. Tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 mỗi tháng là 836.000 khối. À, nếu như chúng ta không đảm bảo được cái phần cát săn lấp này đấy, thì cái thời gian mà chờ lúng thử tải nó sẽ kéo dài và nó sẽ ảnh hưởng chung lên cái tiến độ. À, cho nên là cần phải có cát theo các cái tháng như thế này. Nếu được, Phó Thủ tướng quyết cho cái phương án là bổ sung cái mỏ cát nạo vét sông Ba Lai của Bến Tre. Trữ lượng của cái nạo vét này nó khoảng 15-16 triệu ở 5 điểm khai thác. Như vậy là đưa vào nghị quyết, đưa vào diện đặc thù, phục vụ cho vành đai 3, phục vụ cho một số công trình trọng điểm ở đồng bằng sông Cửu Long và một phần nhỏ cho nhu cầu sử dụng của Bến Tre. Và thứ hai là cho được áp dụng các cái quy trình ngắn nhất theo cái đặc thù này. Và nếu được vậy thì đến tháng 6 này chúng ta xong, là tháng 7 ta có thể khai thác. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao báo cáo cụ thể chi tiết của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nhu cầu sử dụng cát đắp nền theo các mốc tiến độ của dự án và vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương phải rà soát về khả năng cung ứng cát theo tiến độ các dự án cao tốc Bắc Nam, đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời có các giải pháp như nâng công suất, bổ sung các mỏ mới để đáp ứng được nhu cầu thực tế, chủ động xử lý vướng mắc trong quá trình doanh nghiệp khai thác. Thành lập một cái tổ do các cơ quan chuyên môn và cơ quan quản lý của Bộ Tài nguyên, bao gồm Môi trường, Địa chất khoáng sản, Bộ Giao thông, các cơ quan chức năng liên quan của mình, Bộ Xây dựng, thêm Nông nghiệp nữa, ra thông báo luôn. Bộ trưởng các bộ là cử những cái cơ quan quản lý và cơ quan kỹ thuật, đúng không? Do đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường là làm trưởng. Phối hợp với các địa phương mà tôi nói cụ thể đây là Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang và một số địa phương khác để chúng ta vận dụng đúng cơ chế mà được Quốc hội và được Quốc hội cho phép vận dụng đối với vành đai 3 tương tự như đối với các tuyến đường cao tốc Bắc Nam. Tôi đề nghị là phải lấy tiêu chí môi trường, an toàn môi trường và chất lượng của tài nguyên làm chính, kiên quyết là phải bám sát tiến độ. Cái việc mà tiến hành cái vành đai 3 và các tuyến giao thông này là chúng ta phải đặt ra tiến độ là một cái yêu cầu có tính mang tính chính trị. Nạo vét sông Ba Lai ở Bến Tre thì cái này là Bộ Tài nguyên chí cái đoàn khảo sát này vào và làm luôn thôi, đúng không? Rồi vấn đề nạo sát liên quan đến Tiền Giang rồi các tỉnh Đồng Tháp rồi vân vân thì tôi đề nghị công chí xem xét, bởi vì hiện nay Bộ Giao thông đang trình Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ về cái nghị định để có thể tận dụng cái nguồn này. Như vậy là cố gắng chúng ta sẽ ký nghị định này trong những cái ngày đầu tiên của tháng 4. Tôi sẽ ký. Đấy, tôi xem kỹ rồi. Ký xong cái báo chí là những cái việc này sẽ địa phương người ta sẽ làm được hết, đúng không? Và như vậy thì một công đôi việc, đa mục tiêu, vừa là vật liệu, vừa là nạo vét cho luồng lạch giao thông. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương liên quan như Sóc Trăng, Bến Tre trong tuần này sẽ công bố kết quả thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp, hướng dẫn các địa phương về quy trình thủ tục về cấp phép, định mức, đơn giá khai thác cát biển, nhập khẩu vật liệu xây dựng, nạo vét luồng giao thông đường thủy, đảm bảo vật liệu cát cho dự án Vành đai 3 trong thời gian tới. Thưa quý vị, dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đến nay đã đồng loạt thi công toàn bộ 10/10 gói thầu xây lắp. Tất cả các đơn vị đều đang nỗ lực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đúng như báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với Chính phủ, hầu hết các gói thầu của dự án này đều đang thiếu cát san lấp nên ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công. Điều này đòi hỏi các giải pháp đã được đề xuất cần nhanh chóng được triển khai trên thực tế. Gói thầu xây lắp 7 đi qua xã Tân Hiệp và Tân Thế Nhì thuộc địa bàn huyện Hóc Môn đang được nhà thầu huy động toàn bộ thiết bị máy móc nhân lực để tập trung thi công. Đến nay, tổng khối lượng toàn gói thầu đạt khoảng 3%. Trong đó, ngoài phần cầu vượt tiến độ, phần đường đang phải chờ thi công từ 2 tháng nay do thiếu cát san lấp. Đơn vị cũng đã liên hệ rất là nhiều các cái đơn vị và các cái mỏ, nhưng mà hiện nay là cái công tác tìm cái nguồn nó rất là khó khăn. Đơn vị cũng đang chờ được khoảng được 2 tháng ạ. Thì cũng mong rằng là các cơ quan chức năng sẽ có một cái giải pháp nào đó để sớm có các cái vật liệu mà để phục vụ cho cái dự án mà hoàn thành đúng tiến độ cũng như chất lượng.
Còn gói thầu này cũng cần khoảng 1,7 triệu mét khối cát sàn lấp nền đường nhưng đã không thể đáp ứng được. Việc thiếu nguồn cát đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công của gói thầu. Bởi theo kế hoạch, trong năm nay, nhà thầu phải hoàn thành việc xử lý nền đất yếu và triển khai công tác đắp gia tải. Có nghĩa chậm nhất vào đầu tháng 5, việc xử lý nền đất yếu phải được triển khai trên toàn tuyến. Thưa quý vị, đây là gói thầu xây lắp 8 của dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến thời điểm này thì gói thầu đang đạt tổng khối lượng thi công 5%, so với kế hoạch đề ra thì cũng chỉ mới đạt 50%. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do thiếu cát san lấp. Cụ thể như hạng mục thi công này đã phải đợi cát san lấp cách đây từ 6 tháng. Với tình hình hiện tại thì nếu mà câu chuyện về cái nguyên vật liệu cát mà không giải quyết trong tháng 4 này ấy, thì khả năng là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái tiến độ của cái phần đường để có thể đảm bảo được cái tiến độ chung thông xe vào tháng 10 năm 2025. Hiện nay thì có tất cả là khoảng 6 mũi thi công, trong đó có 3 mũi thi công phần cầu và có 3 mũi thi công phần đường thì cũng đang thi công một cách khá cầm chừng. Trong khi chờ đáp ứng nguồn cát thiếu hụt, chủ đầu tư và các nhà thầu cũng đã và đang chủ động triển khai thực hiện giải pháp phù hợp. Bên cạnh cái việc chủ đầu tư với các địa phương tìm thêm các cái nguồn cát đó, thì trong cái nhiệm vụ của nhà thầu theo điều kiện hợp đồng thì cũng phải chủ động chuẩn bị các cái nguồn vật liệu. Hiện nay thì các nhà thầu cũng đã tích cực làm việc với các địa phương để chúng ta góp phần vào cái nhiệm vụ chung đảm bảo cái nhu cầu về cát san lấp. Hiện nay là do cái khối lượng tổng là đơn vị là đang gặp khó khăn về cái nguồn cát san lấp. Chính vì vậy đơn vị đang tập trung vô là đẩy mạnh lên cái công tác thi công cầu. Để giải quyết bài toán tiến độ, nhà thầu cũng đang tập trung ưu tiên một số cái hạng mục của liên quan đến phần cầu. Trong đó trên tuyến thì hiện tại đang tập trung thi công cái cầu vượt tỉnh lộ 9 qua đường Nguyễn Văn Bứa. Và ở đấy thì có cái cầu N8, hiện tại cũng đang tập trung các cái thiết bị máy móc nhân lực để có thể cơ bản hoàn thành cái công tác cầu trong năm nay. Dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đang phấn đấu dự kiến đến cuối năm nay đạt tổng khối lượng thi công khoảng 40-50%. Cần sớm triển khai các giải pháp đã được chính phủ chỉ đạo, thống nhất giữa các bộ ngành và các địa phương để tháo nút thắt, đưa dự án đúng tiến độ, tránh tình trạng thi công cầm chừng như hiện nay. Thưa quý vị, vào tối qua, một đám cháy lớn đã xảy ra tại khu vực ven kênh Tàu Hủ, đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, khiến nhiều ngôi nhà bị thiêu rụi. Ghi nhận của phóng viên HTV tại hiện trường. Theo nhiều người dân tại hiện trường, khoảng 19:40 cùng ngày, người dân sinh sống tại hẻm 124 trên đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, phát hiện khói lửa bốc lên từ xưởng gỗ trong con hẻm đường này. Người dân hô hoán, dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo, Công an quận 8, cùng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Thưa quý vị, đây là hiện trường của vụ cháy tại con hẻm 124 trên đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8. Và như quý vị cũng đã thấy, vụ cháy diễn ra tại một con hẻm nhỏ hẹp khiến cho các xe chuyên dụng không thể tiếp cận. Tuy nhiên, bằng sự chủ động của các lực lượng tại chỗ thì đám cháy đã được dập tắt chỉ sau khoảng hơn 1 giờ, qua đó giảm thiểu thiệt hại tối đa về người và tài sản. Chị trong phòng chị không biết gì hết, nói chung là nghe chuông báo cháy thì chị chạy ra chị ngó thấy thì nó bùng, nó đỏ lên rực rực vậy đó. Thì sao mình thấy vậy, bắt kêu thằng nhóc chạy ra ngoài đi, khi đó chữa cháy không kịp, cho nên là cũng có chữa muốn kịp, anh cháy rực quá đi. Lo người dân nhà có người già trẻ lớn rồi lôi ra ngoài hết, rồi cứu quả mới xuống tới. Nói chung mà cũng hên, nhờ cứu quả trong cứu quả là đi hết luôn á, đi sạch hết nguyên con đường này, cái đường hẻm này luôn á. Theo thông tin ban đầu của lực lượng chức năng, vụ cháy diễn biến nhanh do chất cháy chủ yếu là vật liệu gỗ cũ và đồ dùng trong gia đình. Có ít nhất 3 nhà dân bị ảnh hưởng hoàn toàn hoặc một phần. Hiện thống kê thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy tiếp tục được điều tra làm rõ. Tin thế giới, thưa quý vị, ngày 1 tháng 4, hãng Reuters dẫn một số nguồn tin giấu tên cho biết Iran đã cảnh báo Nga về khả năng xảy ra một vụ tấn công khủng bố lớn trên đất Nga trước vụ tấn công ở nhà hát Rocket City Hall ở ngoại ô Moscow. Tuy nhiên, phía Nga chưa xác nhận thông tin này. Một trong số 3 nguồn tin cho biết, vài ngày trước vụ tấn công ở Nga, Tehran đã chia sẻ thông tin với Moscow về khả năng xảy ra một vụ tấn công khủng bố lớn bên trong nước Nga. Thông tin này thu được trong quá trình thẩm vấn những người bị bắt giữ liên quan tới các vụ đánh bom chết người ở Iran.
Nguồn tin thứ hai thì nói rằng thông tin mà Tehran cung cấp cho Moscow về khả năng xảy ra một vụ tấn công thiếu chi tiết cụ thể về thời gian và mục tiêu chính xác. Còn nguồn tin thứ ba thì cho biết vì Iran là nạn nhân của các cuộc tấn công khủng bố trong nhiều năm nên chính quyền Iran đã hoàn thành nghĩa vụ cảnh báo cho Moscow dựa trên thông tin thu thập được từ những kẻ khủng bố bị bắt giữ. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng ông không biết gì các thông tin trên của Reuters. Trong khi đó, Iran và Mỹ chưa đưa ra bình luận nào. Trước đó, Mỹ đã cảnh báo Nga về âm mưu tấn công khủng bố. Tuy nhiên, Moscow đã bày tỏ hoài nghi về thông tin tình báo mà Washington đưa ra. Thay vào đó, Nga lại cho rằng Ukraine có liên quan đến vụ tấn công nhưng không đưa ra bằng chứng. Ngoại trưởng Pháp Stephen Sejourné đang có chuyến công du Trung Quốc nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ Trung-Pháp. Vào thứ Hai 1 tháng 4, Ngoại trưởng Pháp Stephen Sejourné và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cùng chủ trì một cuộc họp báo chung tại Bắc Kinh, Trung Quốc nhân chuyến công du của ông Stephen Sejourné. Trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Pháp cho biết việc tái cân bằng quan hệ đối tác kinh tế của hai nước là ưu tiên hàng đầu, một lần nữa nhấn mạnh quan điểm của Liên minh châu Âu về thương mại với Trung Quốc. Liên minh châu Âu là một thị trường cởi mở trên thế giới, tuy nhiên chúng tôi đang chứng kiến thâm hụt thương mại với một số quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc. Đối với chúng tôi, thương mại cũng phải dựa trên một cơ sở lành mạnh và bền vững, đó là sự tương hỗ của các quy tắc chung áp dụng cho tất cả mọi người. Về phía Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết rằng thực tế đã và sẽ tiếp tục chứng minh Trung Quốc mang lại nhiều lợi ích cho châu Âu chứ không phải các rủi ro. Cũng trong ngày 1 tháng 4, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng đã hội đàm với Ngoại trưởng Pháp Stephen Sejourné. Thủ tướng Lý Cường đã nhấn mạnh rằng kỷ niệm 60 năm quan hệ Trung-Pháp trong năm nay sẽ là một cầu nối giữa quá khứ và tương lai cho mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có chuyến công du tới Pháp vào mùa xuân này. Thông tin về 5 trường hợp tử vong và hơn 110 người đã phải nhập viện với các vấn đề liên quan đến sử dụng sản phẩm chứa gạo men đỏ của hãng Kobayashi đã trở thành bê bối đầu tiên ở Nhật Bản liên quan tới thực phẩm chức năng. Quan ngại về sức khỏe đang làm rung động thị trường thực phẩm Nhật Bản. Câu chuyện này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Nhìn ra thế giới với sự trình bày của biên tập viên Thiên Phúc ngay sau đây. Kính thưa quý vị, cuối tháng 3 năm 2024, công ty dược phẩm Kobayashi Nhật Bản báo cáo ít nhất 5 trường hợp tử vong và hơn 100 ca nhập viện khác có thể liên quan đến sản phẩm thực phẩm chức năng có bổ sung men gạo đỏ của hãng này. Bộ Y tế Nhật Bản đã vào cuộc điều tra. Nhà máy của Kobayashi vừa bị kiểm tra nằm ở thành phố Osaka, miền Tây Nhật Bản. Đây là nơi sản xuất thành phần của sản phẩm thực phẩm chức năng có chứa men gạo đỏ Beni Koji của công ty. Nhà máy này đã đóng cửa vào tháng 12 năm ngoái do hạ tầng cũ kỹ. Dù vậy, theo số liệu thống kê, khoảng 1 triệu thùng hàng đã được bán ra trong 3 năm tài chính vừa qua. Công ty cũng bán men gạo đỏ Beni Koji cho các nhà sản xuất khác và một số sản phẩm đã được xuất khẩu. Sau đó, Bộ Y tế Nhật Bản đã kiểm tra thêm một cơ sở khác ở tỉnh Wakayama, đồng thời cho biết hoạt động thanh tra có thể mở rộng sang các cơ sở khác của công ty. Chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc vì những lo ngại liên quan đến vấn đề bệnh thận mà người tiêu dùng mắc phải khi sử dụng sản phẩm men gạo đỏ do công ty chúng tôi sản xuất. Điều quan trọng nhất bây giờ là xác định nguyên nhân chính xác của các trường hợp mắc bệnh và mối liên hệ của nó với các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra của chính phủ và đưa ra những phản hồi chính xác. Cho đến nay đã có 5 trường hợp tử vong, hơn 110 người nhập viện và khoảng 680 người thông báo muốn điều trị ngoại trú do có các triệu chứng nghi liên quan sản phẩm thực phẩm chức năng men gạo đỏ của Kobayashi. Hãng đã thông báo thu hồi 5 nhóm sản phẩm, trong đó có 300.000 gói thực phẩm chức năng Beni Koji Cholesterol Health. Cách xử lý của phía Kobayashi thật chậm trễ và yếu kém. Công ty đã biết việc này từ lâu nhưng không thông báo đến công chúng, dẫn đến tình hình nghiêm trọng hiện nay. Bộ Y tế Nhật Bản cho rằng các chất bổ sung có thể là nguyên nhân gây ra tử vong và những vấn đề sức khỏe, đồng thời cảnh báo số người bị ảnh hưởng có thể tăng lên. Men gạo đỏ hay Beni Koji từ lâu đã được sử dụng làm màu thực phẩm trong sản xuất và chế biến đũa lên men. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát hiện một thành phần có tác dụng làm giảm cholesterol, được gọi là monacolinka, từ nấm mốc vào những năm 1970. Ngoài ra, loại gạo men này còn chứa chất chống oxy hóa, axit amin và các enzyme có lợi, mang lại sức khỏe tổng thể và tinh thần vui vẻ.
Lợi ích của Benecoji khiến nó ngày càng phổ biến và xuất hiện trong nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, quá trình lên men Benecoji có thể tạo ra citrinin, một chất chuyển hóa độc hại gây bệnh thận. Ủy ban An toàn thực phẩm Nhật Bản cho biết, châu Âu đã báo cáo một số người bị tổn hại sức khỏe do sử dụng thực phẩm chức năng chứa Benecoji. EU từng đặt giới hạn tiêu chuẩn citrinin trong thực phẩm tốt cho sức khỏe. Phản hồi báo cáo này, Kobayashi đã kiểm tra các thành phần trong Benecoji và kết luận nó không chứa citrinin. Bên cạnh đó, Kobayashi thông báo đã tìm thấy puperulic acid trong các lô sản phẩm có vấn đề. Đây là một chất kháng khuẩn và chống sốt rét mạnh có thể gây độc. Dù vậy, công ty chưa biết, vẫn chưa thể kết luận chất này có liên quan đến sự cố hiện nay hay không. Đây là lần đầu tiên một nhà sản xuất thuốc tại Nhật Bản công khai thông báo thiệt hại về sức khỏe và tự nguyện thu hồi sản phẩm kể từ khi hệ thống dán nhãn thực phẩm chức năng được áp dụng tại quốc gia này vào năm 2015. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây bệnh là do thành phần sản phẩm hay do quy trình sản xuất bị lỗi. Tuy nhiên, Kobayashi vẫn phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích vì đã quá chậm trễ trong việc báo cáo vấn đề. Các trường hợp nhập viện do sử dụng các loại thực phẩm chức năng được bán ở Nhật Bản, trong đó có sản phẩm Benecoji Cholesterol Health. Sản phẩm này được sản xuất từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2023, với quảng cáo sẽ giúp người dùng giảm cholesterol. Nhiều thông tin cho rằng sản phẩm có chứa men gạo đỏ có thể làm giảm cholesterol. Có thể là có, nhưng chúng chưa được xác nhận khoa học. Mục đích của việc giảm cholesterol là giảm các bệnh do tắc nghẽn mạch máu, chẳng hạn như nhồi máu não và nhồi máu cơ tim. Những tác dụng của men gạo đỏ chưa được xác thực. Việc bán những sản phẩm đó ra thị trường khiến người tiêu dùng hiểu lầm rằng chúng có hiệu quả. Từ góc độ của các chuyên gia y tế, điều này rất không phù hợp. Vào ngày 15 tháng 1 năm 2024, một bác sĩ đã liên hệ với hãng Kobayashi để thông báo về một bệnh nhân được chẩn đoán bệnh thận có sử dụng sản phẩm của họ. Trong tháng tiếp theo, công ty cũng nhận được thêm nhiều báo cáo về vấn đề sức khỏe nghi do sản phẩm của họ. Nhưng mãi đến ngày 22 tháng 3, Kobayashi mới báo cáo với cơ quan chức năng. Hãng Kobayashi đáng lẽ nên cảnh báo sớm thông tin và kêu gọi công chúng ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức. Việc cảnh báo sớm có thể ngăn ngừa tổn thương thận và sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, có thể do lo ngại ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như hậu quả tiêu cực về kinh tế cho công ty nên họ đã không tiết lộ thông tin sớm. Bê bối của Kobayashi đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường thực phẩm Nhật Bản. Phân khúc đang phát triển mạnh mẽ sau khi chính quyền nới lỏng những quy định về ghi nhãn. Sự cố này có tác động rất lớn đến ngành thực phẩm chức năng. Với tư cách là một chuyên gia y tế, tôi nghĩ việc những sản phẩm như vậy biến mất khỏi thị trường là một điều tốt cho cộng đồng. Việc khôi phục lòng tin của công chúng sẽ mất nhiều thời gian và không thể xây dựng được trong một sớm một chiều. Nó cũng phụ thuộc vào cách họ xử lý vấn đề trong tương lai. Tôi không dùng sản phẩm của Kobayashi, nhưng có sử dụng thực phẩm chức năng của nhiều hãng khác. Giờ thì thật lo lắng. Vụ bê bối của hãng Kobayashi không phải là duy nhất. Trong quá khứ, đã từng có không ít thực phẩm chức năng có xuất xứ từ các quốc gia lớn như Trung Quốc, Mỹ dính vào bê bối chứa chất độc, chất cấm. Nổi bật có vụ bê bối liên quan 4 hệ thống bán lẻ lớn tại Mỹ, GNC, Target, Walgreens và Walmart bị phát hiện bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, không đạt chuẩn năm 2015 với sản phẩm thực phẩm chức năng bổ não Ginkgo Biloba, hay vụ thuốc giảm cân SlimK Capsules và Bilipo Capsules của công ty Bethel New York, Mỹ, chứa chất gây ung thư xảy ra năm 2014. Nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự như Kobayashi, chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá lại hệ thống phê duyệt sản phẩm trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng cảnh báo người tiêu dùng không sử dụng những sản phẩm có chứa gạo men đỏ của Kobayashi thông qua các kênh bán hàng không chính thức, đồng thời theo dõi thông tin hoặc tham vấn bác sĩ trước khi sử dụng các loại thực phẩm chức năng. Nhìn ra thế giới tạm khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem. Trở lại với các thông tin trong nước, thưa quý vị, lấy ý nghĩa dấu mốc ngày 30 tháng 3 năm 1996, ngày Trường Đại học Khoa học Tự nhiên chính thức được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ban đại diện cộng đồng cựu sinh viên khoa học đã chọn ngày này hàng năm trở thành ngày truyền thống cựu sinh viên khoa học kể từ năm nay.
Hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, danh tiếng và vị trí học thuật của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã được khẳng định bởi uy tín đào tạo, thành tựu nghiên cứu khoa học và sự thành công của nhiều thế hệ cựu sinh viên trong đa dạng lĩnh vực. Đặc biệt, nhà trường đã có nhiều cựu sinh viên ưu tú đã và đang tham gia vào bộ máy quản lý nhà nước và nền khoa học nước nhà. Các doanh nhân thành đạt đã đóng góp cho quá trình phát triển của các địa phương và quốc gia. Ngày truyền thống cựu sinh viên khoa học sẽ là tiền đề cho những chương trình dự án hướng đến kỷ niệm ngày thành lập Trường Đại học Khoa học Tự nhiên vào những năm tiếp theo, đặc biệt là cột mốc 85 vào năm 2025. Chúng tôi cũng đang hoàn thiện cái kế hoạch để xây dựng cái hội quán cựu sinh viên là nơi, địa điểm để cho các cựu sinh viên có thể về trường trao đổi, chia sẻ những cái ý tưởng, những cái công việc cụ thể trong cái hoạt động của cộng đồng cựu sinh viên ở các khoa cũng như là ở cấp trường. Chúng tôi sẽ xây dựng và chính thức đưa vào hoạt động quỹ đầu tư cựu sinh viên khoa học với mục tiêu khiêm tốn ban đầu là hỗ trợ cho các cái dự án, các cái đề tài nghiên cứu của cựu sinh viên, góp phần quan trọng vào cái việc đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo của trường học tự nhiên, nhất là đối với đối tượng sinh viên. Trong khuôn khổ ngày truyền thống cũng đã diễn ra tọa đàm lan tỏa những câu chuyện, trải nghiệm, góc nhìn thực tế về môi trường học tập và làm việc giữa cựu sinh viên và sinh viên. Cộng đồng cựu sinh viên cũng đã trao 18 suất học bổng hỗ trợ sinh viên vượt khó với tổng trị giá 180 triệu đồng. Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam và đơn vị phát hành sách S-Book đã có buổi giao lưu ra mắt hai quyển sách với nội dung bàn về chuyện khởi nghiệp và vượt lên nghịch cảnh, qua đó truyền thêm động lực, khơi dậy niềm đam mê làm giàu của những người trẻ. Quyển sách Nhà cố vấn khởi nghiệp là kết tinh trí tuệ và tâm huyết của các doanh nhân thành đạt, chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực khởi nghiệp. Họ đã dành hơn 10 năm kề vai sát cánh cùng giới trẻ khởi nghiệp và 5 năm vận hành câu lạc bộ cố vấn dành cho sinh viên đam mê khởi nghiệp. Bên cạnh đó, Nhà cố vấn khởi nghiệp còn là một cuốn sách truyền động lực, khơi dậy niềm đam mê và khát vọng khởi nghiệp, đặc biệt hữu ích với những tổ chức cá nhân đã và đang thực hiện vai trò cố vấn khởi nghiệp, muốn trở thành người thầy, người bạn đồng hành của nhà khởi nghiệp, giúp đỡ họ đi đến kết quả tốt đẹp, cống hiến và đem đến tinh thần khởi nghiệp bền vững và hạnh phúc cho những ai đang theo đuổi khát vọng này. Trong khi đó, quyển sách Vượt lên nghịch cảnh của nhạc sĩ doanh nhân Huỳnh Thanh Vạn là những bài học kinh nghiệm thực tế từ chính quá trình phát triển sự nghiệp của tác giả. Thông qua một số câu chuyện đời thường, đắt giá, tác giả đã mang lại một bí kíp vô cùng quý báu cho người trẻ. Cuộc đi bộ đồng hành chung tay vì sự phát triển quận 12 mới đây là một trong những hoạt động thể dục thể thao hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, tạo nguồn nhân lực chất lượng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần vào sự phát triển của quận 12 nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Ngay từ sáng sớm, từ những cán bộ về hưu, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đại diện các doanh nghiệp, đơn vị, các lực lượng vũ trang, học sinh, người dân trên địa bàn quận 12 đã tập trung trong những bộ đồng phục của đơn vị, giày, mũ, băng rôn, khẩu hiệu, tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi, phấn khởi. Các vận động viên đã đến từ rất sớm để chuẩn bị cho một cái cuộc đi bộ hứa hẹn là sẽ có cái kết quả rất tốt. Và thông qua cái cuộc đi bộ này thì quận cũng kêu gọi cái sự chung tay của toàn dân để mà chung tay vì sự phát triển của quận. Em cảm thấy là hoạt động này rất là vui và ý nghĩa, vậy nên là cái việc dậy sớm nó không thành vấn đề. Đó là mình thể hiện cái tấm lòng mình đối với quận, với lại mình thể hiện cái tuổi già nhưng mà sức khỏe không già. Mình thấy là nó vô cùng ý nghĩa, đã làm sao cho cái nhân dân mình nâng cao sức khỏe, bảo đảm sức khỏe cho cái hoạt động hàng ngày của mình. Ban tổ chức chương trình đi bộ đồng hành, chung tay vì sự phát triển quận 12 đã vận động đóng góp vào quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu tổ quốc, quỹ vì quận 12 bình yên năm 2024, số tiền hơn 9 tỷ đồng. Với lực lượng tham gia hơn 5.500 người, ngay sau tiếng súng phát lệnh, các vận động viên đi qua các tuyến đường có chiều dài 3 km và trở về điểm xuất phát. Thưa quý vị, đi bộ từ lâu đã trở thành một bộ môn rèn luyện sức khỏe, là một bộ môn thể dục thể thao trở nên quen thuộc và được nhiều người yêu thích. Nhưng hôm nay, việc đi bộ sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi mỗi người tham gia vào lực lượng đi bộ sẽ đóng góp vì sự phát triển của quận 12 để quận 12 ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Xin kính chào tạm biệt.